Đây nấu xong rồi các bạn nhé. Bây giờ là chị Bình chị sẽ đơm ra bát và ra đĩa. Sau đó dọn ra mâm thôi, cả bàn thôi. Thơm quá, cô Bình. Thảo à? Thảo có món gì đấy? Ủa, thảo mắt không nhìn. Em hả? Cơm đậu. Đâu, xem nào. Cho anh tham khảo món cơm đậu của em nào. Đây thôi. Là món bữa trưa của bạn Thảo nhá. Ok rồi, rất đơn giản. Healthy thôi. Gì? Chị bảo gì? Cẩn thận bỏng nhá. Canh cá cho bữa trưa. Anh Dương ơi. Tiếp anh tục. Dương. Anh mang được cái ghế xuống ăn cơm. Cá rán à, cá phơi một nắng này, gì đây? Cái gì ạ? Thịt rang, thịt mắm rang, ớt. Mắm ớt. Xả ớt. Xả ớt. Okay. Thịt xào, xả ớt. Thịt xào, xả ớt. Nghe như kiểu gà xào xả ớt đấy nhỉ? Gì nữa? Mà. Chút bát đĩa nữa xong rồi. Cơm. À cơm, xem nào. Muốn mang cả nồi ra. Thôi bể sự quá. Bể bát là sợ. Bữa trưa đây rất đơn giản các bạn. Hết sức đơn giản. Vâng, đây là nước mắm Chinsu chính hiệu Phan Thiên. Đâu 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 đâu. Đây ạ. Chinsu chính hiệu Phan Thiên. Vâng. Ghê nhỉ. Ớt này ở tận Vĩnh Phúc trồng ạ. Ôi ghê quá nhỉ. Toàn đồ quê đây nhỉ. Toàn đồ quê. Mà cái này phải kiếm. Cái này cơm này này. Cơm này phải kiếm cái bát to. Cơm này là gạo bát to đúng. Thái sữa cùng với gạo sen củ Hà Nội đây. À gạo sen củ là ở đâu ạ? Điện Biên. Điện Biên. À kinh nhỉ. Vâng, xách tay từ tận Điện Biên về. Ghê nhỉ. Có Thảo mời các bạn một câu đi. Bạn Thảo bạn, vâng. Cho bạn Thảo mời, một chạy trước. Mời cả nhà ăn cơm ạ. Rồi. Vâng. Okay, đây là hộp của em và okay. Đây là hộp của bác. Đây là bữa cơm thịt sản của nhà sếp em đã làm vậy thôi ạ. Rồi, mời các bạn nhé.